Một mẫu bay nhà chính tha hơn 11 thủ mà tha hơn 13 đánh không nát bài cúp huyền thoại sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Mấy hôm trước chúng ta đã cùng đến với combo bay cúp huyền thoại của bạn Nguyễn Phương Minh rồi. Và bây giờ ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho các sếp về một những cái mẫu bay thuộc bạn ấy rất tốt và chống luôn được cả nhà chính Town 13. Và đường link của mẫu bay này chắc chắn vẫn như mọi khi mình sẽ luôn chia sẻ cho các sếp ở phần mô tả video. Anh em chỉ việc bấm vào copy về xài thôi. Tất cả nội dung đều miễn phí các bạn nhé. Và trong cái mẫu bay này thì bạn ấy để khu vực nhà chính này lệch hẳn một góc, đại bàng và hội thành để ngay trung tâm kẹp với cả Wizard cũng như là Inferno ở đây. Bay này troll nha, bay này cực kỳ troll. Và người chơi tấn công bạn ấy là một người chơi nhà chính Town 13, khi mà đã có Royal Champion, có thuốc tướng và thuốc sức mạnh, sử dụng combo là Queen Jack Hybrid. Rồi, vừa dắt Queen, vừa đưa Hawk vào. Ok luôn. Để xem sẽ như thế nào đây. Thẻ phóng gỗ vẫn đang cố gắng tấn công tốt và em Queen đã bật gồng lên. Hawk tiếp tục được đưa ra để kéo lính hội thành ra đi mà. Và ăn luôn cái tháp pháo phòng không air defense. Nhưng mà lính hội thành chưa ra. Càng đấy chứ. Không hề dễ chơi trong bầu bầy này đâu bạn ạ. Tiếp tục tấn công tiếp. Này ư. Bạn chờ tớ luôn này bạn này. Royal Champion bắt đầu vào việc. Rồi tấn công trụ quý giá nhưng có Inferno 1 thì ở đây. Miner được ào vào và quản giáo có bật gồng không? Chưa bật gồng, em Queen đã hẹo. Bởi vì những cái air defense nó đã bắn được tầm một tiếng ngoài rồi. Quản giáo bật gồng. Úi dồi, Inferno 1 thì đốt cho quản giáo tím lịm luôn này các bạn này. Kinh 58 cũng đã gồng luôn. Và tiếp tục một pha hồi máu nữa và bơm ngay bình cuồng độ, vẫn đang còn một hồi máu và một bằng. Phải nở đang vét ác chiến nha. Còn ở đây đang có thuốc sức mạnh với cả là thuốc tướng được triển khai trong cái trận đánh này luôn, đến từ người chơi nhà chính Than 13. Có xoáy ngay cạnh một bên hông nhà chính. Ok, đóng bằng nhưng tất cả chừng đó là không đủ để phá được cái mẫu bay nhà chính Than 11 này. Ok, anh em thấy hay cho lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các sếp nha. Tiếp tục nào. Và đây là một trận đánh rồng điện nhà chính Than 11, nhưng mà là giáp rồng điện. Bạn ấy sẽ xử lý mình Shed tấn công. Rồi, như vậy là hai air defense đã ra đi. Và air defense thứ 3. Có cái thứ 4 luôn không? Ok luôn, như vậy ăn hết air defense rồi. Việc còn lại bây giờ là bầy rồng all in vào thôi. Để xem xếp múa nào. Ôi trời ơi luôn này. Úi, hút được một pha bom đen rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Ấy chật. Một pha bom đen nữa đã được bốc lên. Khó đấy bạn ạ. Ca này muốn ăn cũng không dễ đâu. Bây giờ muốn có cuồng nộ cũng khoai lắm. Bầy rồng thì đang bị cây thổi gió nó thổi bây giờ đây này. Còn giáo chưa bật gồng. Ghê đấy, ghê đấy. Và tầm này bạn chưa ăn được đại bàng cơ. Lệch một bên hông mà bị xoáy nó quấn. Ca này mà có quả đóng băng bịt đại bàng với cả thổi gió Inferno ở đây thì đẹp. Nhưng rất tiếc. Không được rồi. Cây thổi gió lại thổi. Bây giờ King Queen bắt đầu vào việc. Tích bầu đã bắn chùa gần xong hết. Ý cầu chiến bạn cất lại ngâm giấm à? Ấy giờ đánh chấp khí cầu chiến. Khẹt đấy. Rồi hay là, hoặc là clan bạn ấy không có ai cho quân nhưng phải tiết kiệm rồi. Rồi buông luôn rồi bạn ạ. Ok, lại không hẹo nhà sếp nhá. Và đây là một trận đánh mà có cả siêu rồng và rồng điện nữa. Rồi, tới luôn. Ồ, hình như là cũng người Việt Nam phải. Trận này bạn sử dụng nó chính là 5 rồng điện, Shed nữa.
Có lẽ đang đánh để có sự kiện này mà. Tiêu rồng ở nhà trừng than 11 rồi. Ngon. Thăm dò các thứ nào. Bình tĩnh. Đấy. Như vậy là bạn đã đầu tư quạt ngay thẳng trực diện khu vực nhà chính rồi. Chờ khí cầu chiến vào. Và quản giáo chuẩn bị bật gồng. Không gồng luôn. Khí cầu quả này bị xịt rồi đây. Ai chà. Có xoáy và bị Inferno nó đốt. Vào đây tầm quất được Inferno nhiều tia và đại bàng. Trong tình huống này, đầu tư quả đóng băng rất hợp lý. Anh em có thể thấy là siêu rồng được bơm cuồng nộ, nó thổi rất tốt. Rồng siêu cấp thổi đã luôn. Và lúc này đây thì bắt đầu Queen đi một bên và King đi một bên để cắt góc cho bầy rồng. Bạn ấy đầu tư đi tấn công trực diện luôn, ở giữa luôn. Úi giời, cũng ghê đấy. Nhưng Inferno một tia đấy đốt rất đau, đốt sạch trơn luôn bạn ơi. Ăn không dễ đâu bạn ơi. Rồi, hợp lý. Như này thì bạn lấy cái gì mà đỡ. Cây thổi gió khiến cái siêu rồng cực kỳ thốn luôn. Và cụm công trình phòng thủ cứng nhất ở phía trong. Và tường thì lại mất tốc độ nữa. King Queen chém mỏi cả tay cũng không hẹo được. Một trận thủ nhà thành công tiếp các bạn nhá. Vậy thì bây giờ trận đánh rồng điện nữa thì sao? Không có siêu rồng thì sao? Bạn đang đầu tư cắt góc. Hai rồng hai bên. Và như vậy là King Queen góc xu 6 giờ rồi. Mời bạn vào đây chơi nào. Toàn bộ những em rồng đã được triển khai. Và đây là một trận đánh mà có hướng tấn công khác với sếp nhá. Cái câu chiến bạn chưa thả luôn này. Wow, rồng điện giật ác chiến thật. Đã ăn xong gọn gàng cái Elephant. Quản giáo bật chưa? Rồng quản giáo chưa? Ui trời. Ngon luôn. Nó lại uy tín bạn ạ. Và như vậy là bây giờ còn cái nhà chính nữa. Ca này bạn sẽ bốc kiểu gì đây? Elephant vừa mới lụng ngon luôn. Rồi rồng điện mà đang chạy. Các bạn có thể thấy là tướng tá là mắc ở nhà chính than 11 rồi đấy. Mà vẫn không ăn thua. Trận này bạn lại toàn. Quản giáo làm sao mà ăn kịp được. Dính trưởng này 78% không nát các sếp nhá.